Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân. Chúc các bạn có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay Vân mang đến cho các bạn một chiếc xe có thể nói là siêu lướt luôn. Xe mới chạy có 6.000 km. Đây chính là chiếc Toyota Vios số sàn, sản xuất năm 2020. Xe cá nhân, biển tỉnh. Hiện tại bên Vân đang chào bán với giá là 455 triệu. Giá vẫn còn thương lượng cho anh em vui vẻ thiện chí nha. Và nếu như các bạn mua trả góp qua ngân hàng thì chỉ cần trả trước khoảng 150 triệu là có thể nhận xe rồi. Thủ tục vay mua xe cũng rất là đơn giản và nhanh chóng. Anh em quan tâm thì có thể gọi ngay cho Vân để Vân tư vấn nhiệt tình cho anh em luôn nha. Và vẫn như thường lệ, Vân sẽ quay một vòng xung quanh xe để các bạn có thể đánh giá được phần nào tình trạng bên ngoài và cũng như độ mới của chiếc xe ha. Kênh của Vân thì chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Vì vậy các bạn chỉ cần đăng ký kênh của Vân thì sẽ không mất thời gian đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa. Xe này thì bên Vân cam kết không đâm đụng, không thủy kích nha, bao các bạn chất hãng toàn quốc. Ở các bạn có thể dẫn thầy thợ lên coi xe thoải mái luôn. Ở bên mình rất là thoải mái về vấn đề này. Rồi chúng ta xem qua phần nội thất một chút. Phần nội thất được trang bị ghế da màu đen. Từ đời 2020 thì phần nội thất đã được lên tông màu đen nha anh em. Ở ghế còn rất mới nè. Phần nhựa hai bên cánh cửa, phần nhựa táp lô cũng còn rất mới. Đó, xe đã được lên màn hình cảm ứng rồi. Đó. Xe đã chạy được 6.621 km. Bên Vân có thu mua ô tô cũ luôn nha. Các bạn có nhu cầu bán ô tô cũ thì liên hệ với Vân. Vân sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. Rồi chúng ta xem qua hàng ghế sau một chút. Với một chiếc xe mới chạy có 6.000 km thì có thể nói là như mới rồi. Tất cả mọi thứ còn rất mới luôn. Trần xe cũng nhất sạch sẽ, chưa hề có một vết bẩn luôn. Rồi anh em nào quan tâm thì gọi ngay cho Vân nha. Cảm ơn anh em đã xem video.